Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, anh thấy mặt em để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đôi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy chẳng hề phai. Nguyện yêu anh, thương anh trọn kiếp. Hứa yêu em khi vui lúc buồn. Đường đời kia bên nhau vai sánh vai. Chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dìu dắt. Chúa bên ta sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Chung quanh anh Gioan Bautista Lại Văn Toàn và chị Maria Đỗ Thu Trà, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Rồi hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha. Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Cho người thiện tâm. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả thật là rất tốt đẹp.
Đó là lời Chúa. Tờ giấy đâu? Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lãnh nhận, dựng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mãi thân tươi màu, cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín phiếu Ê-phê-rô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự lộc mình làm hiến tế. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và biến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh truyền. Cũng thế, chồng phải yêu thương vợ như thính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai xét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta luôn lắng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi lớn và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người, sách thánh có lời chép rằng: chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh.
đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, khi mà nói đến một cái điều khó hiểu ở nơi tình yêu mà người nam dành cho người nữ và ngược lại, người ta đã phải nói lên thế này: con người có thể tìm thấy con đường mà con chim bay trên trời, con người cũng có thể tìm ra con đường con cá bơi dưới biển. Đấy, nhưng mà không thể tìm thấy con đường mà hai người yêu nhau đến với nhau. Cho dù nghiên cứu, cho dù cố gắng, thì người ta cũng không thể nào tìm thấy một con đường nếu như người ta, những người yêu nhau, muốn giữ cho riêng mình. Trong kho tàng lịch sử văn học của thế giới có cái câu chuyện rất nổi tiếng giữa chàng Romeo và Juliet. Người ta không thể nào hiểu được và cũng không thể nào biết được khi nào họ đến với nhau. Có những câu chuyện ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ khi mà họ tỏ ra cho chúng ta mới thấy được. Một chàng trai ở bên cạnh một cô gái, họ là hàng xóm với nhau, bình thường chả ai thấy chuyện gì cả. Đùng một cái thấy hai gia đình sang nói chuyện. Họ yêu nhau từ bao giờ? Đâu có ai biết. Điều đó nói lên một cái điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đặt để ở nơi con người, để như một cái mối dây ràng buộc, như một cái sự gắn kết giữa người nam và người nữ với nhau. Trong trường hợp của anh Toàn với chị Trà, con đường từ Chợ Bái xuống Đồng Lạc, ai trong chúng ta cũng biết. Đấy, nhưng mà khi nào họ đến với nhau thì không ai biết được. Ngay cả bố mẹ theo dõi sát sao, đặt cả định vị cũng không biết. Chỉ khi mà họ về, họ nói rằng chúng con sẽ cưới nhau, thì bây giờ bố mẹ chắc là biết. Một cái điều kỳ diệu lắm, Thiên Chúa đặt để ở nơi con người chúng ta. Nó không giống với bất cứ một loài sinh vật nào.
Bởi vì ngay từ ban đầu, khi mà dựng nên người nam và người nữ, Chúa đã muốn đưa họ đến với nhau để gắn kết và làm thành một xương một thịt. Thế nhưng cái sự gắn kết ban đầu đấy, nó sẽ không phải là điều kiện để giúp cho họ giữ cái sự gắn kết đó mãi cho đến khi chết. Bởi vì bằng chứng cho chúng ta thấy rằng cái tình yêu thuở ban đầu nó mặn nồng, nó tốt đẹp, nó làm cho người ta say đắm như thế nào, thì cùng với thời gian, với những vất vả, với những khó nhọc và nhiều chuyện khác, cái tình yêu đó nó sẽ dần dà bị mai một đi, nó sẽ dần dà bị nhạt đi. Cách đây mấy năm, tôi rất là ấn tượng về câu chuyện tình cũng như là đời sống hôn nhân của ông Bill Gates và vợ là Melia. Bill Gates là một người rất giỏi. Ông đã là một người giàu nhất thế giới trong một khoảng thời gian rất dài. Ông ấy đến với người vợ của mình chỉ qua một cái sự kiện thôi. Người vợ của ông ấy khi làm kế toán cho ông là một người chơi game rất giỏi và chơi cái game mà ông ấy tạo ra được. Và Bill Gates ấn tượng với người phụ nữ này, để rồi họ đến với nhau, làm thành một cặp vợ chồng rất là tuyệt vời, nuôi dạy con cái không dựa trên tiền bạc nhưng dựa trên tình yêu, và giúp cho con cái những kỹ năng sống rất tuyệt vời. Ông ấy nói rằng số tiền mà ông bà ấy có 90% sẽ dùng làm việc từ thiện và xây dựng xã hội. Cho nên hai ông bà lập ra một cái quỹ, quỹ Bill Gates và Melia. Họ sang Amazon xây dựng các bệnh viện, các trường học và giúp cho những nước nghèo phát triển về giáo dục. Cái tài sản mà họ có, họ để lại cho con cái rất là ít. Bởi vì quan điểm của Bill Gates rằng nếu như cho chúng nó nhiều tiền thì nó sẽ tiêu hết. Thế nhưng cho chúng nó cái khả năng để kiếm ra tiền thì chúng nó sẽ biết cách để giữ. Và đi đâu hai ông bà cũng có với nhau. Tôi rất là khâm phục cái mối lương duyên của hai người này và cách mà họ dạy con. Thế nhưng mà cách đây 2 hoặc 3 năm gì đó, báo chí thông báo là hai ông bà ly dị. Vì một lý do thôi, Bill Gates ngoại tình. Tôi bảo buồn quá. Rồi mới đây một câu chuyện khác, giữa một danh thủ bóng đá là trung vệ của đội Barcelona, Piqué, yêu và sống với một cô ca sĩ hơn mình 10 tuổi. Và người ta bảo rằng đây là một mối tình rất là đẹp. Họ yêu nhau, sống với nhau 12 năm, có 2 mặt con. Thế nhưng mà rồi mới đây, cách đây mấy ngày thôi, báo chí thông báo rằng đường ai người nấy đi, là bởi vì anh chàng trung vệ đội tuyển Barcelona này đã ngoại tình với một cô gái 20 tuổi. Người ta nghĩ rằng khi mà vượt qua một cái khoảng cách về tuổi tác 10 tuổi, với bao nhiêu lời dèm pha đến với nhau, thì họ sẽ trung thành với nhau mãi cho đến chết. Thế nhưng hóa ra không phải như vậy. Cho nên như tôi thưa với cộng đoàn lúc ban đầu, không phải cái mối liên kết ngay từ ban đầu hay là cái cảm tình từ ban đầu nó sẽ giúp cho người ta trung thành với nhau cho đến chết. Vì thế mà người Việt Nam của chúng ta mới nói rằng khi yêu nhau thì người ta sống vì tình yêu, còn khi về chung sống một nhà với nhau thì người ta sống với nhau vì nghĩa, nghĩa vợ chồng, nghĩa tào khang. Và đặc biệt với người Công giáo của chúng ta thì chúng ta cần phải cái sự trợ lực từ phía gia đình hai bên, trợ lực từ chính Thiên Chúa nữa. Gia đình hai bên rất là quan trọng. Cho nên người Việt Nam chúng ta mới căn dặn nhau rằng thông gia, thông giáo thì nấu cháo mà nuôi nhau. Thế còn khi mà đôi vợ chồng trẻ
có chuyện xích mích. Về nhà khóc mấy câu, mẹ bảo rằng mày mang đồ về đây tao nuôi, xong rồi. Thế nhưng mà không, chuyện của nhà mày mày lo, chuyện tao tao lo, tao đủ việc rồi. Thế là đâu lại vào đấy. Thông gia thông giáo nấu cháo nuôi nhau là như vậy. Và còn gì nữa, thưa sự trợ lực của chính Thiên Chúa. Bởi vì bao lâu mà chúng ta có ơn Chúa thì bấy lâu chúng ta sẽ vượt qua được những cám dỗ. Bấy lâu chúng ta sẽ vượt qua được con người nhỏ bé của mình. Khởi đi từ bài đọc thứ nhất, trích sách Sáng Thế. Lời Chúa nói với chúng ta rằng, ngay từ ban đầu Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ, và họ, Thiên Chúa đưa họ đến với nhau để họ làm thành một xương một thịt, để họ làm thành một cộng đoàn đầu tiên. Như vậy thì ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ đồng hành với nhau, không phải để dòm nhau, nhưng để cùng với nhau hướng về một cái đích. Đích đó là gì? Thưa là xây dựng một cộng đoàn đầy yêu thương, đầy bác ái, đầy chia sẻ, đầy nhẫn nhục và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Ý muốn của Thiên Chúa là như vậy. Còn ở đây bài tin mừng Chúa Giêsu nói rất là rõ. Không phải ai cứ nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Điều này cũng có thể nói với chúng ta rằng không phải ai nói lạy Chúa xin cho gia đình con được bình an, được hạnh phúc là bình an hạnh phúc đâu. Mà phải là người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Lời Chúa nói với chúng ta rất là nhiều. Không chỉ trong cái mối liên hệ xã hội, không chỉ trong cái mối liên hệ con người bình thường với nhau, mà trong cái liên hệ mật thiết nhất, đó là gia đình. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có thể chia sẻ, nếu như chúng ta có thể đón nhận, nếu như chúng ta có thể tha thứ, nếu như chúng ta có thể cùng với người khác xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, thì chẳng có lý do gì chúng ta không làm được điều đó với người vợ và người chồng của mình. Thế cho nên, lời Chúa vẫn là một sự trợ lực rất lớn cho cuộc đời của chúng ta. Đặc biệt là với Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi rất là thích cái đoạn này. Thánh Phaolô bảo rằng, hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Chúng ta nhìn lên cây thập giá, chúng ta sẽ thấy Đức Kitô yêu thương hội thánh như thế nào. Thánh Phaolô nói tiếp rằng, Đức Kitô hiến thân vì hội thánh để làm cho hội thánh thêm tinh tuyền, thánh thiện, xinh đẹp và không một tì vết. Và rồi Thánh Phaolô còn ví một cái hình ảnh khác nữa. Đó là ai yêu vợ là yêu chính mình. Mà đúng là như vậy thật. Bởi vì khi mà kết hợp với nhau làm thành một thân một xác thì họ là hai nhưng là một. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Nếu như tất cả các ông chồng đều thực hiện được cái điều mà Thánh Phaolô nói thì gia đình sẽ đầy ắp tiếng cười. Nếu như ngày mùng 8 tháng 3 nào các ông cũng nhớ rồi tặng hoa, tặng quà cho vợ, gia đình vui lắm. Nếu như ngày cưới, ngày sinh nhật, rồi những ngày của vợ mà các ông nhớ đến, có một món quà hay đưa đi du lịch thì gia đình vui lắm. Các bà, các chị có thấy thế không? Hay đơn giản thôi, nếu các bà, các chị đi làm cái đầu về mà đi qua đi lại, đi tới đi lui thì khen một câu. Người ta đi làm cái đầu mất 3 tiếng đồng hồ, về nhà ông chồng đánh một câu như tổ quạ vậy: lạy Chúa con ơi. Thế thì còn gì là vui với mừng nữa. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Thế cho nên cái việc mà người ta cố gắng để yêu mình thế nào thì cũng hãy yêu vợ như vậy. Đó là cái cách để gìn giữ và xây dựng gia đình. Và ngược lại, với những người vợ, Thánh Phaolô cũng khuyên rất là chí lý. Hỡi những người vợ, hãy kính trọng chồng như giáo hội kính trọng Đức Kitô vậy. Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm khi mà nói về chuyện này, ngài bảo rằng
tôi chẳng thấy giáo hội mắng Đức Kitô bao giờ. Tôi chẳng thấy giáo hội nói xấu Đức Kitô bao giờ. Tôi cũng chẳng thấy giáo hội nói một cái điều chua ngoa với Đức Kitô bao giờ. Mà giáo hội luôn tùng phục Đức Kitô, bởi vì Đức Kitô là đầu. Thế thì cũng như vậy, nếu như mỗi người vợ trong gia đình đều kính trọng chồng của mình, đều dành cho chồng của mình những cái chỗ đứng không chỉ ở trong tim mà còn ngoài cuộc sống, nơi môi miệng, thì gia đình sẽ hạnh phúc lắm. Đương nhiên còn nhiều chuyện khác nữa. Tuy nhiên, để tìm thấy những sự hướng dẫn từ nơi lời Chúa, chúng ta phải biết lắng nghe. Lắng nghe lời Chúa đọc trong thánh lễ, lắng nghe lời Chúa giữa cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta và qua mỗi ngày sống. Ngày hôm qua chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ ngũ tuần, ban ơn thánh cho các tông đồ và cho giáo hội. Và ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ, chúng ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Khi mà Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn của chúng ta, thì Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi, Ngài sẽ nâng đỡ, Ngài sẽ trợ lực, và Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra đâu là điều tốt nhất và đâu là giá trị mà chúng ta phải vươn tới. Chỉ khi mà chúng ta lắng nghe lời Chúa và để Chúa soi sáng nâng đỡ, thì bấy giờ những lời cầu xin của chúng ta mới trở nên hiện thực. Còn nếu không thì cũng chỉ giống như kẻ ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn, bão ập vào và ngôi nhà tan tành. Ngôi nhà mà người nam và người nữ xây dựng với nhau, nếu như dựa trên lời Chúa, dựa trên thánh ý của Chúa, thì nó sẽ bền vững. Hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho anh Toàn và chị Thu Trà. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ và nâng đỡ họ để gia đình mà họ xây dựng ngày hôm nay tràn ngập niềm vui, tiếng cười và luôn biết gắn kết mỗi khi có những sự xích mích, luôn biết làm cho cái bầu khí gia đình được êm ấm. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi chúng ta, đặc biệt là những người sống đời gia đình, để chúng ta luôn biết xây dựng tổ ấm của chúng ta trong niềm vui, trong bình an, trong ơn thánh và trong sự hướng dẫn của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng chứng kiến việc anh Gioan Bautista Toàn cùng với chị Maria Đỗ Thu Trà nói lên cái lời kết ước, những lời mà họ sẽ giữ với nhau suốt cuộc đời cho đến lúc chết. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Gioan Bautista Lại Văn Toàn và chị Maria Đỗ Thu Trà, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, không ạ. Thưa cha, không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con tự ý tự do ạ. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Gioan Bautista Lại Văn Toàn, nhận em Maria Đỗ Thị Thu Trà làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Đỗ Thị Thu Trà, xin nhận anh
Gioan Baptista Lại Văn Toàn làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ứng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Đỗ Thị Thu Trà, hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, Cha và Con và Thánh Thần. Anh Gioan Baptista Lại Văn Toàn, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi ngày cho thấy nói to thế, sau này nói bé thế. Hơi run chạ. Có hơi run thế à? Bây giờ còn run không? Vẫn hơi hơi thôi. Có nhớ mình hứa cái gì không? Con có ạ. Dạ, hứa giữ lòng chung thủy ạ. Và yêu thương và tôn trọng ạ. Và cái điều này rất là quan trọng. Chung thủy, yêu thương và tôn trọng. Khi mà các bạn luôn nhớ cái điều này trong cuộc sống của mình thì các bạn sẽ đồng hành với nhau cho đến lúc chết. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để cùng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Gioan Baptista Lại Văn Toàn và chị Maria Đỗ Thị Thu Trà. Chúng ta hãy ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa gìn giữ, để hội thánh luôn trong sáng, tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết,
không gì có thể gây sầu buồn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ, mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng, làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Gioan Bautista Lại Văn Toàn và chị Maria Đỗ Thị Thu Trà mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân đi là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa
người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Đỗ Thị Thu Trà được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, xin ban nhận đem lại cho chúng con sự sống. Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Yeah.
đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho lòng như mây trên ngàn, như suối lòng làn, có thương yêu lâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời bên trao trọn đời. Xin cho lòng chúng câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui lối đi. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lan bốn chung luôn bước huy hoàng, sống bên con lưng đỡ chờ che đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa.
Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.